Ok, xin chào anh em nhá. Đấy, xin giới thiệu với các bạn hôm nay thì khách mời đặc biệt của buổi mở hộp ngày hôm nay sẽ là Thế Anh 96 nhé các bạn nhé. Hôm nay Thế Anh mới đi make up về với đeo tóc độ tóc giả nên trông nó hơi khác tí thôi. Mà khi Thế Anh cũng là tóc giả mà hôm nay Thế Anh giảm cân tí thôi. Thế lại còn giảm cân nữa cả. Ôi, Thế Anh hôm nay làm nhiều biện pháp lắm. Đấy, độ tóc giả này, make up này, giảm cân này. Thấy không các bạn, thấy không? Rồi, chúng ta chuẩn bị đến với buổi mở hòm chưa nhỉ? Ai mở trước để anh mở trước nhá. Đấy, như thường lệ để tôi kiểu chủ nhà phải thể hiện đẳng cấp của người làm chủ chứ. Nhà nó phải có nóc, nước, các thứ chứ. Đấy, tôi phải mở trước cho anh em biểu diễn vài tình huống cơ bản để cho anh em xem. Không thể thấy cái màu khác luôn, chỉ có hai màu xanh với tím. Đấy là nó bị lỗi, em hiểu không? Những cái trường hợp đầu tiên nó thường kiểu nó hiểu nó để thế để người ta có động lực phấn đấu vươn lên đúng đấy, chứ không bây giờ mình vào phát mình giàu, phát giàu luôn mình bỏ mình mở hòm nữa là kiểu nó lỗ cho cái đơn vị phát hành game, vẫn không có màu khác luôn. Ui giời ơi, hồng luôn các bạn thấy không? Nó phải khác bọt, hôm nay tôi có người ngồi cạnh nó phải khác bọt chứ, hồng luôn là hồng luôn, không thể có chuyện đen mãi được đúng không? Hồng là bây giờ nó phải đến đỏ, logic nó là như thế. Tiếp, ok, tiếp. Nhà mình có điều kiện mà. Lo gì? Nhà chẳng có gì ngoài tiền. Đúng. Của anh. Trời ơi, không thấy có màu khác luôn. Cái này là có vấn đề này anh em. Rõ ràng là trong danh sách là có màu này màu kia màu nọ đúng không? Đúng rồi. Nó chạy mấy một vòng quá, chỉ có màu xanh thôi, không có màu khác. Nó phải từ từ, mình không được vội đâu. Hiện lại rồi. Hiện tại anh mới sử dụng hết có 100.000 mà. Chưa có vấn đề gì cả. Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Hà Nội là không vội được đâu em ạ. Ok. Cứ bình tĩnh. Tiếp. Ui, hồng vừa đi qua một cái em ạ. Nhưng mà từ nãy hình như là chưa thấy cái đỏ nào sao. À, không thấy luôn á. Tôi có phải thằng Thế Anh đéo đâu mà sao nó cứ cho tôi R8 nhở? Mai mai anh sẽ chuyển một cái lô 20 khẩu R8 cho Thế Anh nó dùng dần. Chắc là nó biết kiểu là anh chơi thân thằng Thế Anh là hay bắn R8 nên đâm ra nó cho anh hơi nhiều R8 một tí thôi. Rõ là nó không có màu khác luôn á. Em không hề thấy màu khác luôn á. Anh lừa em đúng không? Không phải anh lừa em. Không phải thấy màu đỏ màu vàng vậy anh lừa em đúng không? Không phải anh lừa em. Cái giọng đó là anh của không, đúng không? Không phải anh lừa em đâu mà Gaben lừa anh. Em hiểu không? Đây là anh là nạn nhân. Thế này, anh là nạn nhân của vụ lừa đấy. Không tin em mở thử xem. Đây, cho em mở. Dạ sao? Đấy, em thích click vào cái gì cũng được. Cái gì cũng cây nào cũng như nhau. Đấy, dưới nó có chữ màu xanh à. Ôi, khác nhau đâu. Game này game lừa nào. Ui, trời ơi. Sao nó lại có thể đi qua rồi đi vào đấy. Em click vào kỵ cũng được, em không click vào họp cũng được. Anh cho em mở hết. Không đến lúc lại bảo là anh tiêu tiền các thứ hoang phí. Đây, anh cho em tiêu mà. Đây. Ấn click chuột em ơi. Tay đâu. Này, tay, click vào con chuột chứ. Đấy, click vào nút này này, mở đi. Tự tin lên đi em. Trời ơi. Nào, tự tin đi. Đấy, đúng rồi. Anh chưa từng mở ra lần nào ấy bạn. Ôi đúng rồi, đủ rồi mình nói skill nha. Gì đủ rồi mình nói skill nha. Off stream à? Đây là đủ rồi, KPI đủ rồi. Off stream à? Off mai các bạn report chết anh. Off stream bây giờ. Chơi này mình chơi tới đây thôi. Để anh check giá găng tay xem nó bao nhiêu tiền. Ôi rồi. Đâu để anh check giá. Bây giờ off stream mai các bạn lại. Con găng tay này trị giá nhiều số không có này. Ui, từ con này có được 1,5 triệu thôi em ạ. Mình phải mở con nào nó 10 triệu mới đủ tiền đám cưới được. Con này có tầm 1,5 triệu thôi. Vẫn rẻ. Vẫn lỗ đúng không? Vẫn rẻ. Không, đang lãi rồi. Mình phải mở tiếp em ạ. Container. Ui, hòm này có mỗi một hòm thôi em ạ.
ta sẽ mua từ mua kỳ cho hòm này luôn. Một hòm duy nhất. Có một hòm này anh mở bây giờ. Anh mở nhá. Em mở đi, mấy cái một hòm này em may mắn hơn. Thử mở đi, Nhanh lên. Mở đi. Sao lại là một hòm vậy? Ui, anh có mỗi một hòm này thôi. Hòm được drop. Hòm này có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 hòm. Chúng ta sẽ mua thêm 12 key cái hòm này. Đấy, 708.000. Ừ thì chơi xong thì chơi game nhiều thì drop hòm. Yeah, hòm drop là mình mở thôi. Đấy, đây hòm này anh xin giới thiệu em cái dòng sản phẩm hòm này nhá. Đây là những khẩu súng nhá, không có giá trị nhá. Yeah, nhất là cái khẩu P90 này là anh mở ra được rất nhiều trong hôm trước rồi. Nên anh không có nhu cầu thêm P90 nhá. Sau đó tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm tím này là dòng sản phẩm gọi là hơi rác một tí. Nhưng cũng gọi là tốt hơn được một tí. Đấy, sau tiêu vui dòng sản phẩm hồng là dòng sản phẩm bắt đầu là người ta gọi là có tiền rồi. Đến tầm khoảng hồng này là mình có lãi này. Dòng đỏ này là nhiều tiền này. Thấy chưa? Còn được cái quả vàng như vừa nãy thì thôi, mình off stream luôn. Hiểu chưa? Rõ ràng quan điểm chưa? Đấy, của em hết. Đấy, anh đã giới thiệu xong cho em cái dòng sản phẩm hồng mới rồi. Em có thể mở. Bị khó phải tới mình thôi. Cái gì khó phải tới mình hết. Làm cái nóc khổ lắm, sướng thì khổ lắm. Con này anh có nhiều đúng không? Ừ, con này anh nhiều lắm. Cảm ơn Cường Nguyễn nhá. Không thấy một con nào hết, nãy thôi. Ui giời ơi. Nãy giờ nó không ra một con nào. Quen lắm. Cảm ơn bạn Đỗ Thế Mừng nhá. Ui đúng là chuột Bluetooth của khác. Tiện nhờ. Đấy, em có thể cầm di thẳng lên đùi của em luôn được. Em có thể về Sài Gòn, em có thể di con chuột này từ Sài Gòn ra đây được. Cảm ơn Hoàng Văn Phương nhá. Ui 1125 sao luôn ạ. Yay. Chúng ta đã có một khẩu hồng rồi. Như vậy là cái công việc làm ăn hiện tại của chúng ta đang là có lãi rồi. Chúng ta đến cái giai đoạn có lãi rồi. Cảm ơn bạn ơi. Kiếm lời nào. Đấy, con chuột này là các bạn có thể di từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng được. Đấy, nó là Bluetooth mà các bạn. Cho nên là nó đơn ở Sài Gòn. Không biết. Cảm ơn Phương Nguyễn nhá. Anh nói vậy thì nó đang ở Sài Gòn mà nó không đang ở Hà Nội đâu. Nhưng ở Sài Gòn nó không có con khác rồi em ơi. Ở Sài Gòn nó con, con này là thực ra nó đi theo một cặp. Nó đi theo một cặp. Thì hiện tại một con nó nằm ở Sài Gòn rồi. Con nằm ở đây đúng không? Nó là một cặp mà. Không biết. Nhưng mà máy tính máy chủ nó là một cặp. Đâu? Hai con chuột trong một cặp mà. Hai con chuột một cặp thì sao nó tương tác với nhau được? Quay tên của anh là này. Quay tên của anh là này. Hello. Kìa, chúng ta toàn đồ xanh từ nãy giờ. Tôi ta lại đổi hòm khác. Ấy, anh lại giới thiệu cho em dòng sản phẩm mới. Đây, hòm này nó cũng có một cái dòng màu xanh này. Đấy, và nó có một khẩu AK Leo Reader màu đỏ này. Khẩu Deagle màu đỏ này. Và màu vàng. Hòm này là chúng ta chỉ có 3 cái hòm này thôi. Thấy chưa? Ủa, bữa được hả? Ừ. Súng, đồ trong này chết được, bán được thoải mái, hiểu không? Đấy, khác hẳn so với cả mấy cái kia. Thì sao nó có 10 triệu đơn đi mua đây? Không, thế thì còn gì hay đấy. Không, không phải đấy, kỳ này đúng rồi. Không có ra được nữa đâu. Hết rồi. Không thấy màu đỏ đâu luôn. Mặc dù tới 2 cây màu đỏ. Thấy không? Xanh không? Thấy không? Xanh lét luôn. Anh bảo là cái này nó bị lỗi mà. Đi anh mua thêm 2 cái hòm này. Nó đổi máy rồi. Chè máy đi. Kinh xin. Không có màu đỏ luôn bạn ơi. Yeah! Thấy chưa? Em ơi, em thấy chưa? Đấy, nó phải như thế. Không thấy màu đỏ này. Mình ngừng là được chưa anh? Xin. Em xin gì? Đi anh xem nào. Trị giá khẩu này là 140.000.
103 à? Không bằng khẩu hồng vừa nãy, tại vì đây là khẩu M17. Để anh không vui gì hết. Nhìn đây nè, anh biểu diễn cho mà xem này. Không, ngồi nói chuyện với bạn vui hơn. Cao bằng men nó không vui nha. Úi giời, nó nguyên một hàng xanh luôn á anh. Nó không có một cái màu gì khác luôn. Thế à? Ra em mở nó còn có những màu khác. Còn đi qua những cái màu. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nó phải có kiểu cái phần thi khởi động, em phải không? Đây là khởi động để cho nó nóng người đã, rồi bắt đầu nó dần dần nó có những cái phần thi khác được. Ôi ôi, có kì. Sao mình có duyên khẩu V90 đấy nhỉ? Đâu phải em cũng có duyên với khẩu đâu cũng được đâu anh. Siêu đất thôi kìa, suýt được rồi, trời ơi, một siêu nữa thôi. Cuộc đời bao nhiêu lần tiền xíu rồi, vài chục triệu tiền xíu rồi. Đi. Bình tĩnh, người ta gọi là kiên trì. Không thể vội vàng được, mấy cái này phải không thể vội vàng được em ạ. Mình phải có kiên trì thì mình mới có thành công được, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Kiên trì, bắt tay cái. Đấy, bắt tay, bắt tay. Kiên trì, kiên trì nó mới đến thành công được. Mặc dù anh biết khẩu đấy rất rẻ tiền. Không có giá luôn. Không phải coi, khẩu đấy chắc chỉ được 70.000 thôi. Anh nhớ giá khẩu này mà. Khẩu rẻ tiền lắm. Ừ, như là được anh, có tiến bộ là được. Có tiến bộ là được. Có tiến bộ là được. Thấy chưa? Bắt tay cái. Chính xác. Thấy chưa? Này, chuẩn bị triple kill này. Đấy, nó phải gọi là bình tĩnh, tự tin, không gây cú. Bây giờ phải lên đỏ nè. Đấy, nó phải là cửa đến được thành công này. Đỏ rồi, chuẩn bị này. Nó lại gọi là dễ luôn. Này, này, này. Không sao mà làm lại anh. Đúng rồi, làm lại, làm lại, làm lại. Mấy cái chuyện còn con này, làm sao mà thể ảnh hưởng đến tâm lý của mình được, đúng không? Anh nghĩ là nên bật nhạc của mình tiếp đi. Ui. Không sao. Giờ mình sẽ lên thẳng màu vàng luôn, không lên màu đỏ nữa. Nha. Hợp lừa, em còn hai cái đúng không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có thể mua thêm em ạ. Nhà mình có điều kiện. Sợ gì? Nhà chứ không phải nhà em. Sợ cái gì? Mạnh tay lên em ơi. Này, 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 này. Bây giờ mình sẽ đi chọn hòm nữa. Okay. Em thích mở cái hòm số bao nhiêu? Số 6. Số 6. Được chưa? Ừ. Ui giời ơi, được bắt tay này. Câu này cũng rẻ tiền. Mà vui anh. Ờ thì vui, ít nhất là mình đã kiểu thay số đổi vận này đúng không? Ok. Giờ mình mua thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hòm, đúng rồi. Mình đang đi tìm nó mà nó bị thất lạc. Không thấy được luôn, lừa thì. Thất lạc. Red này có vấn đề. Nước không? Nước. Mà không kìa. Cái mà không được. Ah! Mời bạn. Uống đi, không lại bị sốc vậy hả? Rồi, ủa em biết không này, nó lại có thêm cái bảng điện tử ở dưới đây này. Ừ. Giá trị của nó sẽ gấp rưỡi so với cả thường lệ. Hả? Thế nên khẩu này chắc chắn là một khẩu súng giá trị rồi. Trông có vẻ hơi xước, có vẻ như là nó không được mới cho lắm, nhưng mà khẩu này chắc chắn là khẩu giá trị rồi. Thấy không? Chuẩn chưa? Trời ơi, tiếng này xanh này. Ôi my god. Em ơi, đây rồi, tiền đây rồi, tiền đây. Đây là tiền đây, tiền. Lần này chắc chắn là tiền. Trời ơi. Ôi trời ơi, tiền đây rồi. Kệ nó đi, không quan tâm nữa, về đây, tiền đây rồi. Ôi my god, tiền. Sao rồi, điều này là điều mà tôi không làm được nhờ, vô lý thật. Tiền đây rồi. Ôi, đếm tiền bạn ơi. Thơm mà cái. Không, các bạn lại bảo là kia, các bạn bảo lại mình xúi. Đấy, được chưa các bạn? Được chưa nhá, hôn rồi nhá. Ok nhá, để đếm tiền, đếm tiền. Ui giời ơi. Đây, đếm tiền, đếm tiền. Tầm này thì còn ấy làm cái gì nữa.
Giờ hóa ra là nó lại còn do người mớ nữa. Uầy, con này vách to renew em ạ. Con này chắc chắn là phải đắt. Anh khẳng định với em luôn. 800 nghìn. Không, con này phải mấy triệu. 800. Đây rồi, giá của nó là 5 triệu rưỡi. Thôi lời rồi anh ơi. Lại 6 triệu em ạ. Thành công rồi. Thành công rồi em ạ. Tuyệt vời. Hóa ra là nó là do người mở. Không phải là do nick hay là do bất cứ thứ gì. Trời ạ. Ảo diệu thực sự. Không thể tin được. Uầy. Thì mở một buổi ra một con dao một cái tay ạ. Mình mở được mỗi một cái khẩu M7 đỏ. Bạn gái tôi mở ra được cả khẩu P50 sao tắt chắc luôn ạ. Dễ. Yeah. Nghe được cái gì đâu mà vui mà mọi người phải coi. Trời ơi, 23.000 người coi cái trò này. Không thể hiểu được. Anh em chỉ mất thời gian thôi, mọi người nên tắt stream đi học bài đi. Không thể tin được. Em biết lý do là sao mà mọi người gọi em là My name Blue rồi. Tại vì rõ ràng vấn đề là ở anh đúng không? Cả của anh không có vấn đề, máy cũng không có vấn đề. Cuộc sống em vô lý thật. Cuộc sống em vô lý thật. Sao lại có thể như thế nhỉ? Game dễ quá mọi người. Cái gì đó mà vui mà coi. Sao tụi tôi có thể mở đến 300 key không ra được cái gì? Mà sao bạn gái tôi chỉ có một buổi mở mấy chục key từ nãy đến giờ? Một cái găng tay, một con dao. Rồi, coi như là buổi mở hôm nay thành công tốt đẹp đúng không ạ? Bye anh em. Đây, đổi xin này, bye anh em. Bye anh em, chào con đi. Ê, lộn, chào chú đi các con. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye anh em nhá. Bye bye. Bye bye mọi người. Hết tiền rồi anh em ạ, hết tiền rồi. Muốn chơi lắm nhưng hết tiền. Bye bye mọi người.